Mến chào khán thính giả của kênh Văn học và những cảm nhận. Xin mời quý khán thính giả đến với truyện ngắn Tuổi thơ tôi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh qua giọng đọc Xuyến Chi. Hổm dài ngồi quán đo đo, nghe tiếng dế vẳng ra từ chậu cây tùm cạnh chỗ ngồi vào những chiều mưa, tự nhiên thấy lòng buồn man mác. Tiếng dế, tiếng chim, tiếng đập cánh của bọ rầy là những âm thanh vọng về từ tuổi thơ. Những ai đã rời quê lên thành phố, hằng ngày tai quen nghe tiếng máy, tiếng xe, tiếng huyên náo phố thị. Một hôm, bất chợt nghe tiếng dế cất lên từ đâu đó thật gần, hẳn lòng cũng nao nao giống như tôi. Tuổi thơ tôi lem luốc ngoài đồng, mùa hè nào cũng đội nắng lui cui khắp bờ bụi để bắt dế, tìm tổ chim, đào khoai, nhổ đậu, bẻ mía trộm hoặc chui vô vườn nhà hàng xóm để hái ổi, hái mận, rồi ù té chạy khi chủ nhà xuýt chó sồ ra sủa ầm ĩ. Đá dế là trò chơi gắn liền với thời thơ ấu của bất cứ đứa trẻ thôn quê nào. Bọn tôi thường nhốt dế trong hộp chim, thức ăn cho dế là những nhánh cỏ non tơ nhất. Trước khi cho dế ra trận, bọn tôi bứt tóc buộc chân dế rồi quay tích. Dế quay mòng mòng, chóng mặt nên nổi khùng. Vào trận là xông lên, liều mình như chẳng có. Trong những cuốn sách về tuổi mới lớn của tôi, khi đặt bút viết những câu thảm thiết kiểu như có phải em đang quay tôi như quay dế, ấy là lúc tôi đang mường tượng lại cảnh này. Bạn bè tuổi thơ tôi có thằng Lợi. Lợi là thằng trùm sò nổi tiếng trong lớp tôi. Lúc nào nó cũng nghĩ tới việc thu vén cá nhân. Đứa nào nhờ chuyện gì, nó cũng làm, nhưng phải trả công nó đàng hoàng. Nó ra giá nghiêm chỉnh. Chép bài giùm là 2 viên bi, giữ dép trong giờ chơi là 1 viên. Lợi làm giàu bằng cách đó. Vậy mà một hôm, tình cờ bắt được con dế lửa. Lợi quý lắm, ai đổi gì cũng không đổi. Tụi bạn gạ đổi 10 viên bi, 20 viên bi, Lợi vẫn từ chối. Tôi nhịn ăn sáng một tuần, đem 5 đồng bạc năn nỉ nó bán con dế lửa cho tôi. Nó vẫn nghênh nghênh lắc đầu, thấy ghét. Dế lửa có màu đỏ, nhỏ con hơn dế than, nhưng đánh nhau không ai bì. Trong chiến trận, dế lửa nổi tiếng lì đòn. Dế lửa có hàm răng rất khỏe, có thể cắn đứt chân những con dế than to gấp đôi nó. Nhiều chú dế than chỉ mới thấy dế lửa phồng cánh gái một tràng, rét re re, chưa đánh đấm gì đã quay đầu bỏ chạy. Lấy cọng cỏ cứng lùa thế nào cũng không chịu quay lại võ đài. Tụi bạn trong lớp không gà đổi được con dế lửa của Lợi, đâm ra ghét nó. Đứa nào cũng muốn làm Lợi bẻ mặt, ít nhất một lần. Nhưng không con dế nào thắng được con dế lửa của Lợi. Muốn thắng được Lợi, phải kiếm được một con dế lửa thứ hai, chiến hơn, lì hơn, ngon hơn. Nhưng không thể đào đâu ra. Dế lửa là thứ cao thủ quý hiếm, lâu lâu mới thấy ra giang hồ một con. Bờ thửa, đụng cát toàn dế than, dế nhũi, dế mồi, dế cơm. Thằng Bảo bèn nghĩ mẹo, đang ngồi trong lớp, nó thình lình thò tay tóm lấy túi quần Lợi. Nó cầm hộp chim nhốt dế qua lớp vải, lắc qua lắc lại thật mạnh. Nó sốc vài lần, con dế lửa nổ quạo, gáy inh ỏi. Thầy Phu đang chép bài trên bảng, nghe dế gáy ầm ĩ trong lớp, giận dữ quay xuống. Nhìn bộ mặt xanh lè xanh lét của Lợi, thầy đoán ra ngài thủ phạm. Một phút sau, hộp dế của Lợi đã nằm trên bàn thầy trước ánh mắt hả hê của tụi bạn. Tai họa của Lợi chưa dừng lại ở đó. Lời chắc mẩm sau buổi học, thế nào thầy Phu cũng trả lại hộp dế cho nó. Thầy Phu cũng có ý đó thật, nhưng đến khi tiếng trống tan trường vang lên, thầy tìm hoài không thấy hộp dế đâu. Đến khi thầy sực nhớ ra, nhấc chiếc cặp to đùng lên, hộp chim của Lợi đã bị đè xẹp lép từ đời nào. Lợi khóc rưng rức khi đón cái hộp chim méo mó từ tay thầy. Tôi nhớ gương mặt thầy Phu lúc đó trông ái nái ghê lắm. Thầy có xin lỗi đứa học trò, nhưng Lợi không nghe thấy. Nó mãi khóc, cặp mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi chảy thành dòng. Tất cả bọn tôi đều thấy lòng trùng xuống. Chẳng đứa nào sung sướng vì trả thù được Lợi nữa. Chẳng ai muốn thấy một cao thủ dế qua đời bằng cách đó. Bọn tôi chỉ ghét Lợi thôi, chứ không ghét con dế lửa của nó. Mà ngay cả Lợi, khi nhìn thấy nó khóc như mưa bất,
bọn tôi cũng tan nát cõi lòng, chẳng còn tâm trạng nào mà ghét nó nữa. Lợi chôn chú dế lửa dưới gốc cây bời lời sau vườn nhà nó. Nó đặt chú dế thân yêu vào hộp cạc tông, rồi kiếm một tờ báo có in màu bọc lại, buộc quanh bằng những sợi lá chuối tước mảnh. Đám tang chú dế, bọn tôi đều có mặt, im lìm, buồn bã, trang nghiêm. Không biết nghe đứa nào báo mà thầy Phu cũng đến. Thầy chắp hai tay sau lưng, lặng lẽ đứng nhìn Lợi cử hành tang lễ cho chú dế. Tôi cầm cuốc phụ Lợi đào đất, tôi cố đào cho thật sâu và vuông vức. Khi Lợi đặt chiếc hộp cạc tông vào hố, cầm cuội sửa sang cho chiếc hộp nằm ngay ngắn, cả bọn xúm vào ném từng hòn sỏi nhặt được chung quanh lên quan tài của chú dế, rồi thi nhau lấp đất cho thật đầy. Không biết nghe đứa nào báo mà thầy Phu cũng đến. Thầy chắp hai tay sau lưng, lặng lẽ đứng nhìn Lợi cử hành tang lễ cho chú dế. Tôi cầm cuốc phụ Lợi đào đất, tôi cố đào cho thật sâu và vuông vức. Khi Lợi đặt chiếc hộp cạc tông vào hố, cầm cuội sửa sang cho chiếc hộp nằm ngay ngắn, cả bọn xúm vào ném từng hòn sỏi nhặt được chung quanh lên quan tài của chú dế, rồi thi nhau lấp đất cho thật đầy. Khi ngôi mộ của chú dế đã vun cao, Lợi cắm lên đó những nhánh cỏ tươi, rồi như không kìm được, nó bật khóc nức nở. Tới lúc đó, thầy Phu không đứng bất động chắp tay sau lưng nữa. Thầy bước tới một bước và đưa tay ra. Bấy giờ bọn tôi mới biết, nãy giờ thầy vẫn giấu sau lưng một vòng hoa kết bằng những bông hoa tím tím. Thầy bùi ngùi đặt vòng hoa lên mộ chú dế, rồi xoa tay lên mái tóc bù xù như tổ quạ của Lợi. Thầy buồn buồn nói, đừng giận thầy nghe con. Thầy Phu bây giờ đã qua đời. Lợi đã rất lâu tôi chưa gặp lại, mặc dù lần nào về quê tôi cũng đi tìm nó. Nghe nói nó đã đi lập nghiệp phương xa, cuộc sống bao nhiêu chuyện chất chồng, bề bộn. Tôi tưởng đã quên bẵng nó, cũng như quên bẵng câu chuyện này. Nhưng tối nay có tiếng dế gáy vang bên cạnh chỗ tôi ngồi. Thank you.